Quý vị và các bạn đang quay lại với chương trình Thời sự Thế giới được phát sóng trên kênh tin tức HTD News. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những điểm tin chính đáng chú ý sau đây. Mỹ loại bỏ bom nhiệt hạch mạnh nhất trong chiến lược quốc phòng mới. Nga nêu điều kiện khôi phục nguồn cung điện cho Ukraine. Tướng Ba Lan được bổ nhiệm sứ mệnh huấn luyện binh sĩ Ukraine. Các đơn vị Nga hoàn toàn không đủ lực lượng để phòng thủ ở Kherson. Quân Nga thất thủ, quân đội Ukraine đã cắt đứt con đường Svatov-Kremina, ồ ạt tiến về Lugan. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Mỹ loại bỏ bom nhiệt hạch mạnh nhất trong chiến lược quốc phòng mới. Vâng, kính thưa quý vị, Cục An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố kế hoạch loại bỏ bom nhiệt hạch B-831 từ ít nhất là 6 năm trước. Hãng thông tấn TASS đưa tin Mỹ đã đưa ra quyết định ngừng sử dụng loại bom hạt nhân mạnh nhất của mình, cũng như từ bỏ kế hoạch chế tạo tên lửa hành trình phóng từ biển mang vũ khí hạt nhân. Theo chiến lược quốc phòng cập nhật của Mỹ do Ngũ Giác Đài công bố vào hôm 27 tháng 10, quân đội Mỹ sẽ ngừng sử dụng bom trọng lực B-831 vì những hạn chế về khả năng và chi phí bảo trì. Cách đây khoảng 6 năm, Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ đã công bố kế hoạch cho bom nhiệt hạch B-831 nghỉ hưu. Bom B-831 có tương đương, lượng nổ tối đa là 1,2 megaton. Các quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki có công suất lần lượt là 15 kiloton và 25 kiloton. Bản chiến lược quốc phòng quốc gia cập nhật của Mỹ cũng thừa nhận kế hoạch chế tạo tên lửa hành trình phóng từ biển SLCMN mang vũ khí hạt nhân của Ngũ Giác Đài là không cần thiết khi xem xét các vũ khí hạt nhân khác có sẵn hoặc đang được phát triển trong nước. Chính quyền Mỹ đã báo hiệu ý định từ bỏ chương trình bom B-831, tuy nhiên vẫn còn phải chờ xem Quốc hội Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trước quyết định này. Đặc biệt là phe đối lập của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Một số chỉ huy quân đội Mỹ, trong đó có cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, đã đưa ra những tuyên bố ủng hộ duy trì hai dự án vũ khí trên. Hôm 27 tháng 10, khi bình luận về kế hoạch loại bỏ bom nhiệt hạch B-831, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng quyết định hủy bỏ chương trình trên sẽ không gửi bất kỳ thông điệp nào với Nga và rằng Moscow hiểu rằng khả năng hạt nhân của Mỹ không hề yếu kém. Nga nêu điều kiện khôi phục nguồn cung điện cho Ukraine. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết tình hình cung cấp điện ở Ukraine sẽ được cải thiện nếu Kiev đáp ứng các yêu cầu của Moscow. Con đường dẫn đến sự ổn định của nguồn cung năng lượng là khác nhau. Điều này đòi hỏi Ukraine phải thừa nhận tính hợp pháp các yêu cầu của Nga trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt vốn được phản ánh trong hiến pháp của chúng tôi. Sau đó, tình hình cung cấp điện sẽ tốt hơn. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trên Telegram vào hôm 28 tháng 10. Theo cựu Tổng thống Nga, tình hình cung cấp điện ở Ukraine sẽ tốt hơn khi việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ tại Ukraine được công nhận. Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua luật sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugan, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, tương đương 18% diện tích Ukraine vào Nga. Quyết định được đưa ra sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi của 4 vùng ly khai ở Ukraine hồi cuối tháng 9. Ông Medvedev tin rằng, việc chính quyền Kiev mua điện từ Slovakia sẽ khiến giá năng lượng tăng đối với cả người dân châu Âu và Ukraine, đồng thời không mang lại sự ổn định như mong muốn cho hệ thống cung cấp điện của Ukraine. Moscow gần đây tăng cường các cuộc tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào hạ tầng trọng yếu như lưới điện của Ukraine, khiến 30% cơ sở năng lượng ở nước này bị hư hại và gây mất điện trên diện rộng. Nga tuyên bố các cuộc tập kích tên lửa và hành động đáp trả là một số âm mưu phá hoại của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Kursk, đường ống dẫn khí Nord Stream và cầu Crimea. Giới chức Ukraine cho rằng chiến thuật tập kích mới của Nga nhằm gây thiệt hại nhiều nhất có thể cho Ukraine, khiến mùa đông lạnh giá sẽ càng trở nên thách thức hơn. Bộ Năng lượng Ukraine buộc phải tạm ngừng xuất khẩu điện cho châu Âu kể từ ngày 11 tháng 10 để bình ổn mạng lưới điện trong nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận hơn 8 tháng kể từ khi cuộc xâm lược nổ ra, Nga đã thực hiện hơn 8.000 cuộc không kích, khai hỏa khoảng 4.500 tên lửa vào Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Hetman Halyuchenko nhấn mạnh,
Do hơn 30% hạ tầng năng lượng của đất nước bị phá hủy, nên việc tiết kiệm điện hiện nay rất quan trọng. Trong vài ngày đầu tiên khi Nga triển khai đợt tập kích diện rộng, Ukraine đã tìm cách giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ điện. Song tỷ lệ này cần phải nâng lên ít nhất là 20%. Tổng thống Zelensky nói rằng người dân nước này cần ý thức hạn chế tiêu thụ điện từ 7 giờ sáng và không dùng những thiết bị điện không cần thiết. Người dân được khuyến cáo chỉ nên sạc điện thoại và các thiết bị khác vào ban đêm, trong khi đèn đường hạn chế sử dụng. Trong trường hợp không thể thực hiện mục tiêu cắt giảm tiêu thụ điện năng, chính phủ Ukraine buộc phải dùng đến biện pháp cắt điện luân phiên diện rộng. Công ty phân phối điện Ukraineco cảnh báo Ukraine có thể phải cắt điện luân phiên 4 giờ mỗi ngày trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Tướng Ba Lan được bổ nhiệm sứ mệnh huấn luyện binh sĩ Ukraine. Thưa quý vị, phái bộ huấn luyện toàn châu Âu nhằm đào tạo các quân nhân Ukraine được Brussels thông qua vào ngày 17 tháng 10, cuối cùng đã nhận được chỉ huy là tướng Ba Lan Piotr Trajtek. Quyết định bổ nhiệm ông Piotr Trajtek, 51 tuổi, làm tư lệnh hoạt động của phái đoàn Liên minh châu Âu chịu trách nhiệm huấn luyện quân đội Ukraine, được đưa ra sau một cuộc họp của Ủy ban Chính trị và An ninh Liên minh châu Âu ở Brussels và được xác nhận một ngày trước đó trong một tài liệu chuẩn bị về việc bổ nhiệm chỉ huy của phái đoàn huấn luyện. Về nguyên tắc, không có gì lạ ở đây vì phần lớn khóa đào tạo sẽ diễn ra trên lãnh thổ của Ba Lan. Sĩ quan Ba Lan tướng Piotr Trajtek sẽ dẫn đầu sứ mệnh huấn luyện quân sự quốc tế cho quân đội Ukraine. Đó là một trách nhiệm to lớn, nhưng cũng là sự công nhận vị thế của Ba Lan trên trường quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blaszczak-Wittgenstrider. Chỉ huy tác chiến được bổ nhiệm tướng Piotr Trajtek hiện đang chỉ huy sư đoàn thiết giáp Lubuski số 11 được đặt theo tên của vua Jan Đệ Tam Sobeski đóng quân ở phía tây Ba Lan. Ông Piotr Trajtek có kinh nghiệm phục vụ trong các nhiệm vụ ở Iraq và Afghanistan. Trụ sở chính của phái bộ huấn luyện Liên minh châu Âu cũng sẽ được đặt trên lãnh thổ của Ba Lan tại thành phố Nova Treba, Podkarpaty, Voivodeship. Trụ sở chính thứ hai sẽ được đặt tại Đức và Brussels cũng sẽ đảm nhận một phần chức năng chỉ huy. Trước đây thì phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu được cho là nằm trên lãnh thổ của Ukraine. Quyết định về việc này đã được đưa ra vào tháng 1 năm 2022, nhưng cuộc xâm lược của quân đội Nga đã buộc các nước châu Âu phải điều chỉnh chương trình huấn luyện cho lực lượng vũ trang của Ukraine và đặt phái bộ trên lãnh thổ của một quốc gia khác. Ban đầu thì Ba Lan đề nghị lãnh thổ của mình nên tổ chức các trại huấn luyện, nhưng Đức và Pháp phản đối. Còn bây giờ thì người Đức và người Pháp đều ủng hộ. Tổng cộng trong khuôn khổ nhiệm vụ, phái bộ có kế hoạch đào tạo 15.000 quân nhân phục vụ cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Phái bộ hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ có trụ sở chính tại Brussels, Bỉ, với các trung tâm chỉ huy hoạt động ở Ba Lan và Đức. Hầu hết thì các khóa đào tạo sẽ diễn ra ở Ba Lan. Các đơn vị Nga hoàn toàn không đủ lực lượng để phòng thủ ở Kherson. Thưa quý vị, theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Nga đang bị thiếu nhân lực khi họ chuẩn bị ngăn chặn Ukraine chiếm lại khu vực phía nam Kherson bị chiếm đóng trong một cuộc phản công. Theo Bộ Quốc phòng Anh, vùng Kherson có tầm quan trọng chiến lược đã bị Nga chiếm từ Ukraine trong những ngày đầu chiến tranh. Trong bản cập nhật tình báo hàng ngày của mình vào thứ Sáu, Bộ cho biết Nga có thể đã tăng cường một số đơn vị của họ ở phía tây sông Dnieper với các lực lượng được dự trữ, được huy động. Tuy nhiên thì đây là mức độ nhân lực cực kỳ thấp. Vào tháng 9 năm 2022, các sĩ quan Nga mô tả các đơn vị trong khu vực Kherson, mỗi đơn vị chỉ còn từ 6 đến 8 người. Các đơn vị nên triển khai với khoảng 100 nhân sự, bộ này nói thêm. Bộ cho biết, trong 6 tuần đã qua, đã có một động thái rõ ràng từ các lực lượng mặt đất của Nga để chuyển sang một thế trận phòng thủ lâu dài trên hầu hết các khu vực tiền tuyến của một cuộc xung đột. Điều này có thể là do một đánh giá thực tế hơn rằng lực lượng Nga không có chỉ huy và được đào tạo kém ở Ukraine, hiện chỉ có khả năng hoạt động phòng thủ bị động, báo cáo nói thêm. Ngay cả khi Nga thành công trong việc củng cố các tuyến phòng thủ lâu dài ở Ukraine, thì kế hoạt động của họ sẽ vẫn dễ bị tổn thương. Để giành lại thế chủ động, nước này sẽ cần phải tái tạo các lực lượng cơ động có chất lượng cao hơn, có khả năng chủ động chống lại các cuộc đột phá của Ukraine và tiến hành quy mô lớn của riêng họ, các hoạt động tấn công quy mô. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra bình luận. Nga đã khuyến khích dân thường ở Kherson sơ tán khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc phản công trong khu vực. Các quan chức trung thành với Điện Kremlin được cho là không còn hiện diện ở chính thành phố Kherson, nhưng Nga dường như đang tạo tiền đề cho một cuộc chiến đô thị kéo dài. Các lực lượng Ukraine cũng đang tiến hành một cuộc phản công ở khu vực Đông Bắc Kharkiv, nơi có thành phố lớn thứ hai của Ukraine cùng tên. Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng cuộc phản công ở Kherson đang tỏ ra khó khăn hơn ở phía Đông Bắc vì thời tiết ẩm ướt và địa hình.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết trong cuộc họp báo, trước hết miền Nam Ukraine là một vùng nông nghiệp và chúng tôi có rất nhiều kênh tưới tiêu và cấp nước, và người Nga sử dụng chúng như những chiến hào. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết tại một cuộc họp báo, nó thuận tiện hơn cho họ. Quân Nga thất thủ, quân đội Ukraine đã cắt đứt con đường Svatov, Kremina, ồ ạt tiến về Lugansk. Quý vị và các bạn thân mến, các lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến quân ở khu vực Luhansk, bất chấp điều kiện thời tiết cực đoan, cụ thể là mưa lớn cản trở, theo UA Wire. Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự khu vực Lugansk Sergei Gaidai cho biết, người Nga đang mất quyền kiểm soát khu vực Lugansk khi quân đội Ukraine tiến về các thành phố quan trọng Kremina và Svatov. Có một cuộc tiến công của quân đội chúng tôi theo hướng Kremina và Svatov, ông Haidai xác nhận. Theo ông thì tốc độ cuộc phản công của quân đội Ukraine bị chậm lại do điều kiện thời tiết cực đoan cản trở, cụ thể là mưa lớn. Ngoài ra thì lực lượng Ukraine tiến quân không nhanh như mong đợi tại Lugansk cũng vì vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Nga. Quá trình tiến quân của quân đội Ukraine không diễn ra nhanh như chúng tôi mong đợi. Quân đội Nga đã có thời gian để phục hồi lực lượng. Họ có thời gian để chuẩn bị công sự và gài mình trên các khu vực rộng lớn, ông Gaidai nói. Ông cũng cho biết thì Nga đang triển khai hàng ngàn quân dự bị mới được huy động để ngăn được phản công của Ukraine. Vị quan chức Ukraine cho rằng các quân nhân dự bị được lệnh tiến lên để xác định vị trí của chúng tôi. Họ không thể phá phòng tuyến, song vẫn có thể nổ súng về phía chúng tôi. Ông Gaidai cho biết quân đội Ukraine đang tiến 3 đến 1 km mỗi ngày trên một số khu vực dọc theo chiến tuyến. Những thông tin trên được nhà phân tích quân sự Ukraine Bogdan Mirosikov xác nhận trên Telegram của mình. Ông cũng thông tin về thành công của quân đội Ukraine theo hướng Svatov. Các cuộc tấn công bất phân thắng bại của kẻ thù diễn ra tiếp tục theo hướng Kremina và Vesno-Kamianka, Siblivka, ông Mirosinov cho biết. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, lực lượng Ukraine đã cắt đứt con đường Svatov-Kremina, tuyến tiếp tế quan trọng của quân đội Nga trong khu vực. Nga thì vẫn chưa bình luận về những tuyên bố của Ukraine. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa thì đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Quý vị đừng quên nhấn vào nút theo dõi và chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ tình hình chiến sự tại Ukraine nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.